Mình rất thân mến, hiện tại thì Long đang có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội. Ngày hôm nay thì Long quay video này để cập nhật tình hình của cháu Mình đi điều trị như nào rồi các bạn nhé. Xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Long trong số ngày hôm nay. Cháu Mình thì đang ở trong này để truyền các bạn ạ. Thì là bệnh viện người ta không có cho vào, kiểu cũng là khoa chống độc các thứ nữa, nên là kiểu vệ sinh mình dép guốc các thứ vào ngoài vào là người ta không có cho vào. Anh Va cũng phải đứng ở ngoài đợi. Nhưng mấy bữa trước thì các bạn biết đấy, thì cháu Mỉ có bị sốt thì Long cũng đang có người nhà cấp cứu bệnh viện nên là không có lên Hà Giang được. Thì nhờ em Sùng em gửi cho anh Va 3 triệu để hai bố con bế nhau xuống bệnh viện huyện Yên Minh đấy. Thì sau khi mà điều trị khỏi sốt rồi cái thì xin giấy chuyển viện xuống bệnh viện Nhi để điều trị về cái suy dinh dưỡng. Thì như các bạn biết là quá trình trước Long có dẫn hai bố con xuống bệnh viện Nhi đấy, thì bác sĩ cũng tư vấn là về điều trị một thời gian mà không thấy tiến triển gì. Thì cái đợt này thì cháu sốt xong là cũng Long cũng thấy cũng không có tiến triển gì mạnh các bạn ạ. Nên là thống nhất là sẽ xin giấy chuyển viện xuống bệnh viện Nhi để điều trị nó lâu dài, các bác sĩ can thiệp trực tiếp thì mới hiệu quả được. Chứ để ở nhà thì anh Va cũng nỗ lực đấy, nhưng mà có khi cái khẩu phần ăn của mình để nó không đúng, không đúng công thức rồi vào thì nó sẽ không hiệu quả đâu. Giờ anh Va thì cũng đang rất là hồi hộp đứng ngoài để đợi con đây. Anh ngồi xuống dưới kia anh em mình trò chuyện một tí. Đây ngồi xuống đấy. Long cùng anh Va ngồi đây trò chuyện một tí, dặn dò anh một chút các bạn ạ. Thì đợt này Long sẽ lên làm cái thủ tục thì thực ra là cái bệnh viện chuyển tuyến mà bệnh viện Yên Minh thì người ta sắp xếp quá trình cho mình rồi và người ta sẽ có người đi cùng hướng dẫn, và khi mà đến ổn định người ta bàn giao cho tuyến trên đấy. Mình chỉ đi chủ yếu là để dặn dò anh Va về cái sinh hoạt cũng như là giao tiền cho anh để anh có cái chi phí ăn uống rồi nào cần thiết cái thuốc gì mà bên ngoài bệnh viện không có ở trong thẻ bảo hiểm ấy thì anh sẽ thực hiện, thì cũng không dám đưa nhiều đâu. Một lát nữa lên phòng thì may quá ngồi ở đây cái thì nói chuyện nó thoải mái hơn. Anh hôm trước em Sùng đưa cho anh 3 triệu thì anh còn trong người còn bao nhiêu tiền? Hả? Trong người anh còn bao nhiêu tiền? Đi vào bệnh viện ăn uống các thứ xong mà đóng viện phí ở dưới đấy là hết. Còn bao nhiêu, bây giờ em hỏi còn bao nhiêu tiền? Anh thử móc ví xem nào, bỏ ví xem nào, kiểm tra còn bao nhiêu tiền? Còn 200.000 thôi thì. Thế bây giờ em sẽ đưa cho anh 3 triệu nha, ngồi đây thì không có ai cả. Thì một lát nữa sợ lên phòng nói chuyện thì nó yên tĩnh hơn, nhưng mà trên phòng thì bệnh nhân nằm nhiều các bạn. Thì rất là dễ xảy ra gọi là trộm cắp, thì Long sẽ giao cho anh Va luôn. Thế các bạn ạ, khi mà ốm đau vào viện thì đúng là bao nhiêu tiền cũng hết thôi. Hôm trước em Sùng có đưa cho anh Va 3 triệu thì anh Va xem video thì thấy anh để lại 300 ngàn cho cháu dở để cháu dở mua thức ăn đấy. Còn lại 2 triệu 7 thì lo lên viện phí ở Yên Minh cũng như là đồ ăn uống của hai bố con sinh hoạt trong phải một tuần ở đây, gần một tuần ở đấy đấy. 56 ngày nó không nhớ mang máng thế nữa. Thì bây giờ Long sẽ đưa cho anh 3 triệu để anh cầm. Cứ hết thì Long sẽ lên hoặc là Long sẽ nhờ người thân ở dưới Hà Nội này đem ra viện cho anh ấy. Như thế chứ không dám đưa nhiều đâu các bạn ạ. Đưa nhiều cái thì vào trong phòng nằm mà cứ anh ấy thì cũng biết nhưng mà không thể lanh lợi như người ở dưới này được. Nên là lắm lúc là người ta lừa lọc hoặc là người ta đêm hôm ngủ say người ta lấy mất thì đâm ra lại khổ thân. Thì bây giờ Long sẽ đưa 3 triệu cho anh, xong là chờ một lúc để cháu Mỉ truyền xong xem làm những thủ tục nào cần thiết nữa không. Đó. Và quay cháu Mỉ một chút xem nào đợt này có sau quá trình sốt thì có đỡ hơn thế nào không. Đây là 3 triệu anh Va này, anh cầm đấy, cất cẩn thận nhá, đừng có rút ra rút vào nhiều nhá. Anh cất đi 2,5 triệu, anh chỉ cầm 500.000 này anh rút ra rút vào để tiêu thôi, chứ không vào trong phòng hay như nào mà người ta thấy nhiều tiền mà người ta nảy sinh lòng tham mà đêm hôm người ta trộm cắp đấy. Cất đi, cất vào trong ví 2,5 triệu, còn bỏ ra túi quần hay như nào 500 nhá để ăn uống. Anh biết chỗ cổng ăn rồi gì, cứ ra ngoài căng tin hoặc là ra ngoài cổng kia rất là nhiều những quán ăn. Còn cháu Mỉ thì tình hình là bây giờ đang vào trong vẫn nằm ở trong khoa cấp cứu ấy các bạn. Bởi vì là như các bạn biết là cháu Mỉ là cái tình trạng suy dưỡng của cháu là tình trạng nặng rồi. Anh cất tiền đi. Cất tiền đi. Tình trạng rất nặng rồi nên là bây giờ nằm trong
khoa cấp cứu kia thì người ta không cho vào đâu các bạn ạ. Bác sĩ và y tá người ta sẽ can thiệp trực tiếp. Can thiệp trực tiếp là người ta sẽ chăm sóc luôn, chứ người ta không có cần người nhà vào trong đó để chăm sóc được. Thì anh Va cứ ngoài chờ đợi cũng như là ăn uống ngủ nghỉ cho đầy đủ nhá. Anh yên tâm, bác sĩ y tá bên trong đó là người ta sẽ can thiệp, người ta sẽ chăm như con người ta đấy, và người ta sẽ có liệu trình pha sữa cũng như là dinh dưỡng và truyền cho nó đúng. Thì có thông tin gì thì anh lập tức gọi điện cho em nhé. Em không thể ở 24 hay trên 24 đấy được. Hết ngày hôm nay thì em sẽ di chuyển vào nhà chị Dính. Bây giờ là cũng đang sắp đổ nữa, rất là được sợ. Thế ở trên này có gì là phải gọi cho em ngay nhé. Tiền Long hoặc là cháu nó sức khỏe nó chuyển biến như nào là phải gọi điện ngay. Thì rất là đáng tiếc bởi vì hôm nay là Long định ghi hình hôm qua cơ, nhưng mà điện thoại hôm qua của Long bị hỏng các bạn ạ. Thế trên này thì không có cầm máy quay, chỉ cầm điện thoại thôi. Thế là ghi hình được từ hôm qua thì quý khán giả, các Mạnh Thường Quân cũng như là các bạn mà khán giả sẽ nhìn được cháu Mỹ. Nhưng hôm nay thì vào trong khoa chống độc phục hồi bác sĩ can thiệp rồi nên là không có ghi hình được. Hai anh em đang lán vào gốc cây này ngồi nói chuyện. Thì có lẽ là Long sẽ kết thúc cái phần cập nhật tình hình của cháu Mỹ ở đây. Nói chung là lên đến Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội là bệnh viện lớn rồi. Thì yên tâm rồi. Có bác sĩ can thiệp trực tiếp, có bác sĩ chăm sóc, các y tá chăm sóc và thay cho người nhà bệnh nhân luôn đấy. Rất là yên tâm. Thì có gì thì Long sẽ cập nhật tình hình tiếp theo trên kênh. Còn bây giờ thì xin phép được chuyển lại cho em Sùng để em Sùng quay trở lại gia đình để xem ba cháu dở, cháu kia và cháu Mai ở nhà nào rồi. Để quay lên thi thoảng Long cầm máy vào đây cho bố cháu xem để cháu yên tâm hơn. Đấy. Anh cố gắng nhá. Rất là đáng tiếc vì mình không thể trực tiếp vào với cháu Mỹ để ghi hình được. Thì Long đang đi tìm nhờ các bác y tá bên xã hội, bảo hiểm xã hội các thứ là các bác được có thể các bác vào thì các bác sẽ quay cháu Mỹ một chút để các quý khán giả quý hảo tâm sẽ cập nhật được tình hình cho các bạn nhé. Cháu Sùng tiếp tục thay mặt cho anh Long chia sẻ những cái thước phim cuộc sống của ba cháu ở trên nhà cho toàn thể khán giả được biết tới. Ngày hôm nay có dùng 1 triệu đồng của anh Trịnh Văn Tuấn ở Hà Nội gửi về cho gia đình nhà anh Va mua thiết yếu phẩm. Ngày nay cháu Sùng mua đậu đố, rồi là thịt, rồi là cá khô này, rồi là dưa hấu, rồi là bánh kẹo, rồi là gạo, rồi là chiếu vào cho gia đình các bác. Rất là nhiều luôn. Thì đưa cho em gái cái hộ đi, cháu dở. Đây em trai, hộ sách một chút đất đồ nữa nhỉ. Nhiều quá, nhiều lúc làm nặng cồng cành này. Đây, hộ mang cái chiếu này đi. Còn cái bao gạo thì cháu Sùng xé hộ sách lên ra trên nhà. Cháu dở vì đi đâu về? Hay là mới gì đó? À, đi lấy củi về à? Thấy toát cái mồ hôi, đang ra đường chuẩn bị đi tán dẫn cả cháu Mai cháu kia đi tán. Nhưng mà cháu Sùng Mai là đến đây gặp ngay. Cảnh cái đây. Các bác nhìn là mua đồ như này là nó cũng hết 900 ngàn đồng. Một lúc nữa cháu Sùng sẽ trao một trang tiền mặt cho gia đình. Ví dụ như mà cần thiết mua dầu gội hay là mua những cái đồ cần thiết thì còn có thể mua. Lần trước anh Va chỉ đưa 300 ngàn đồng mua một cái bao gạo nữa. Các bác có thể nhìn thấy là bà con ở đây, những cái cây ngô cạnh nhà anh Va này nó cao lắm rồi. Anh Va với cháu Mỹ thì đang ở bệnh viện Trung ương Hà Nội. Anh Long thì cũng ở dưới đấy. Các bác xem ở những cái đầu thước phim thì các bác biết rồi. Về cái số tiền quý của nhà anh Va thì sẽ liên tục cập nhật ở trên màn hình cho toàn thể khán giả được biết tới. Ba cháu thì ở nhà thì nói chung là cháu dở thì ngày nào cũng phải đi lấy cỏ rồi là lấy củi nấu cơm cho hai em nhỏ ăn. Mệt à? Đấy, khá là mệt các bác.
đi đi từ kế đi đoạn nào dưới kia lên là rất là dốc rồi. Đây à, đi lấy bó củi này à? À bó khá là to. Thì vào trong nhà nghỉ ngơi một lúc các bác ạ. Toát hết cả mồ hôi thì vác cái bao gạo rồi mang một số đồ cho cháu giờ. Ngày nay xin thưa với các bác, cháu Sùng có mua 2 cân thịt lợn rồi là 2 cân cá khô. Thì các bác cũng có góp ý bảo là mua một chút đồ thực phẩm giữ lâu một chút. Nhưng ở vùng cao trên đây thì không có đồ khô nhiều đâu. Đồ khô chỉ có là cá mắm thôi. Xong đó là có thịt lợn. Cá thì cũng chẳng có. Nói chung là có nguồn suối thì người ta cũng hay đi bán, thì người ta chẳng bán cá cả. Nguồn suối thì nó cũng có cá suối thì người ta hay đi bấy rồi là bán ở suối thì cũng có. Cho nên là cũng không có cá nhiều. Chỉ có mỗi thịt lợn rồi là cá mắm. Thì cũng không biết là mua gì. Mua cá mắm rồi là mua rau đậu. Gia đình nhà anh Va thì không còn rau đố thì mua vào. Thì mua quả dưa hấu 3 cân nữa vào cho gia đình, để không có chỗ để nó ngay ở dưới đất này. Nhưng mà có túi ni lông rồi. Mua cả sữa bánh kẹo đố đây. Các bác yên tâm, khi mà anh em dùng cái số tiền của các bác sẽ chi tiêu một cách hợp lý nhất có thể. Rồi là mua gạo. Ăn gạo thì tiết kiệm thôi nhá, cháu giỏi nhá. Xuống đây để ô là ô chờ cháu nọ chưa? Sao lại ô lùi lên đấy chỉ chúng mơn chú nọ này? Cứ thế gần đầu thôi. Đấy, hôm trước thì mua cả màn thì các bác nhìn này, 2 cái màn thì nó cũng rất là vừa cả 2 cái giường. Rồi là mấy cái tấn che trước giường này. Hôm trước bác có chỉ rồi nhưng cháu Sùng lại quên mất rồi, bởi vì cháu Sùng hay quên lắm. Chỉ là nói như nào ấy, mua 2 cái tấn đỏ và tấn xanh nước biển có hoa. Nói chung những cái tấn này còn rẻ. Cái chan thì cũng chỉ cho cháu dở để mà để biết gớt, nhưng mà gớt xong là hai em nhỏ này này hay đi nhảy vào rồi là cũng nghịch nên là bẩn nhanh lắm. Khổ. Không ăn à cháu dở? Không ăn bánh kẹo à? Lấy 2 cái chiếc chiếu này giải ra, xong là vứt 2 cái chiếu cũ này đi. Mua đẩy lấy chiếu on rồi sẽ đẩy mềm gì mà mua bùa hòn trời cho bao lọt lốt ra sát tỏ nó cho. Chỉ cháu dở. Cháu dở làng hết rồi nhưng mà mình cháu dở vớt lắm các bác ạ. Buổi sáng thì phải đi lấy cỏ, xong là buổi chiều thì phải đi lấy củi, cho nên là ý, một mình thì cũng không làm kịp. Rồi là hai em thì nó cũng phải ăn cơm nữa chứ. Hai con nhỏ như này thì chỉ biết ăn rồi là khóc thôi. Nhiều lúc là phải dối. Bác nhìn cái chiếc giường này. Ví dụ như mà các bác ở dưới xô lên thì không thể ngủ được những cái chiếc giường ở vùng cao này đâu. Lục xa lục sục rồi là bên cao bên thấp. Vớt ở đấy mấy hôm nữa thì đốt đi nhá. Dọn sang bên kia xong là mấy hôm nữa đốt. Bác nhìn thấy là treo cái màn này cũng biết cất quấn vào, xong là buổi tối thì mới thả vào. Cũng chỉ cho gia đình rồi. Ngoài ra thì cũng hướng dẫn rất là chi tiết đến nơi đến chốn. Sùng có mua 2 cái chiếc chiếu, một cái chiếu là 1m2 mà một chiếu là 1m6, bởi vì 2 cái chiếc giường này nhìn như cũng kiểu kiểu đó này, vừa luôn các bác ạ. Xong là màn thì cũng mua như vậy, nó cũng căng để vừa luôn 2 cái chiếc giường của gia đình nhà anh Va. Cháu Thành thì đi làm ở dưới Hà Nội chẳng biết tình hình là như nào. Còn anh Va với cháu Mỹ thì các bác xem cái đầu video thì các bác biết rồi. Tình hình thì bây giờ nhìn cháu Mỉ thì nó cũng tươi rồi, sáng sủa hơn rồi. Đấy các bác nhìn này, chỉ cho cháu dở bây giờ cũng biết rất chăn, nó gọn hơn rất là nhiều rồi. Này, trèo lên luôn rồi, xuống. Xuống đi. Chân tay bẩn thế này. Vừa gót xong, chị vừa làm xong là lại trèo lên. Đấy, nhà này, nói chung các bác nhìn nói chung là không phải là không chỉ bảo cháu dở đâu. Gất rất là gọn gàng rồi là ngay mắc. Nhưng mà các cháu, hai cháu còn nhỏ thì nó có hay nghịch thì nhiều lúc thì cũng phải thông cảm thôi. Còn nhỏ. Bây giờ thì lại lấy cái đồ này vào cái giường bên kia nhá cháu dở nhá. Thời cho khăn cháu nó theo một chút tới ra tỏ không muốn để có buộn.
thì xua là nó muốn em muốn cho con giờ chỉ dùng để lao vào trẻ tên này bao tao chỉ cho để mà biết đuổi gà ra ngoài đi cháu Mai lá cây mùng đỏ trong hai cái chiếc giường này thì các bác nhìn này cháu dở thì lớn rồi phòng tán thì chả có đâu rồi là giường thì anh Va với các con ngủ ở đây cháu dở ngủ ở bên này ngày trước thì chắc là Thành với cháu dở còn nhỏ thì còn ngủ cái giường bên đấy lớn rồi thì cháu Thành bắt buộc phải là ngủ trên gác khổ ghi hình để cho các bác biết về cái cuộc sống của ba cháu nên nhau nhóc nói chung là cháu dở cũng rất là vất vả khi mà Trang lo hai em nhỏ này cùng với đó là một cái đôi bò rồi là cũng phải đi lấy củi thì mới có củi để mà đun đun bếp củi nữa thì phải nói là rất là vất vả. Bố mất tha rồi hả? Rằng là khỏi hết rồi cho chú xem nào quay đằng sau cho chú xem chân nghịch đớt bẩn lắm lúc đấy thấy mấy chị em đang chuẩn bị đi tán này quay ngược sang bên này nào các bác nhìn là những cái vết này là nó khỏi hết rồi khỏi hết sạch rồi thế còn những cái vết này là nghịch xong là ngá này xước thôi bên này khỏi hết sạch rồi hơi bẩn thôi cháu Mai ấy thì hơi bẩn thôi còn lại là các cháu thì cũng khỏi hết rồi nói chung là cái hộp thuốc này bây giờ cháu lấy ra để chơi này cái hộp thuốc mà anh em mua này đây cho con thì cứ cần chơi cháu giờ thì đang giở lại những cái chiếc chiếu rồi là làm lại những cái chiếc chiếu mới cho bởi vì các bác biết là nó ngủ xong là các cháu thì nó cứ trèo lên xong là bẩn xong là những cái vết cũ của ngày trước bẩn khổ cho nên là trang chiếu thì cũng khuyên bỏ hết đi xong là anh Va cũng đi mua được hai cái chiếu mới rồi cháu giờ là nói là biết các bác nhìn này trang chiếu gối gọn lắm nhưng mà vừa làm xong là cháu Mai cháu kia lại trèo lên luôn xong là bới phới lên như kiểu gà thì cháu Sung cũng bảo là cháu giờ cũng chịu khó để mà bảo ban rồi là chỉ từng cái nó mệt rồi đấy gót chan này các bác nhìn hôm trước thì cháu Sùng chỉ rất là chi li rồi là tắc mái thì cũng chỉ cũng để cho vừa được giúp đỡ cải thiện cái cuộc sống của người dân ở vùng cao biết như nào thì các bác cũng càng ngày góp ý thì cũng rất là tốt giúp cho cái cuộc sống của người ta nghèo bớt khổ rồi là vươn lên cái nhà như này các bác cũng bảo là nên sửa nhưng mà mảnh đất này thì nói chung là hôm trước thì có chủ đất ở bên dưới kia chia sẻ bảo là anh Va thì chỉ xin ở 2 năm thôi nhưng mà gia đình họ cũng thấy anh Va nghèo quá thương quá thì cứ để anh Va sống gần 3 năm rồi họ cũng muốn đòi lại rồi khổ vào đường cùng luôn rồi anh Va. Điện thì cũng thác ở nhà dưới thôi mà dù không phải là anh em nhưng mà người ta thấy gia đình khổ lắm thương lắm cho nên là người ta cũng cho ở rồi là cũng cho dùng mỗi người sẽ chi trả một tháng đấy cháu giờ gấp gọn gọn rồi đấy các bác ạ thì nói chung là thay chiếu hết rồi là gọn gàng hết rồi nhìn này đây các bác nhá cháu Sùng thì mua là phải nói chi tiết đây là 2 cân thịt nạc một cân là 120.000 đấy, rồi là dưa hấu rồi là đậu đỗ này đấy, rồi là bún phở rồi là dưa hấu bánh kẹo rất là nhiều thì để cho các bác biết rồi là một cái tải gạo này lần trước là mua đến đây thôi khổ cất được những cái bánh kẹo này đi treo để vào bên góc này đi cháu dở treo hết lên trên kia một lúc nó lại rơi thì nặng chiếu mới. Ngày hôm nay thì nói chung là cũng rất là chân thành cảm ơn anh Trịnh Văn Tuấn ở Hà Nội. Muốn cho thì nó giúp tao mà. Nó sẽ đáng xí à? Sợ các con nghịch rồi. Hai cháu nhỏ thì nó hay nghịch ngợi cho nên nó cũng phải treo lên này. Ví dụ như mà muốn ăn thì cháu giờ mới lấy cho. Không là khổ. Đóng cửa này, chuẩn bị đi lấy cỏ cho bò này. Xong là mới đi tán này. Cũng thay mặt cho anh Tuấn ở Hà Nội. Mua 1 triệu đồng của anh thiết yếu phẩm cho gia đình nhà anh Va
Hiện tại thì cháu Sùng ghi hình để chia sẻ cuộc sống của ba cháu. Thì công việc của cháu giờ thì cũng chỉ đi lấy củi rồi là chăn bò thôi. Thì cũng mua hết 900 ngàn đồng. Thì Sùng cũng suy nghĩ lại rồi thì ví dụ như mà như cái cháu này rồi là cần thiết mua dầu gội rồi là mua gì đó thì sẽ để lại 100 ngàn đồng để cho cháu giờ mua. Ví dụ như mà cần thiết mua cái gì hay là mua thuốc đau này, sốt này cho ba cháu ở nhà. Thế Sùng cũng để lại 100 ngàn đồng thì sẽ trao lại cho cháu giờ rồi là dùng một cách giúp gia đình. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 50.000. Đây là 50.000 nữa là 100. Nó mà mới từ tiên là tốt, nhất là Hà Nội đó. Mày nhớ chủ hại quay chào tao nữa đó. Cảm ơn à. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Thì cháu Sùng cũng thay mặt cho gia đình anh Va cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Chúc anh và gia đình thật là nhiều sức khỏe. Thì bây giờ chuẩn bị di chuyển đi lấy cỏ cho con bò các bác. Tiếp tục di chuyển rồi là những cái công việc cuộc sống hàng ngày của cháu dở các bác. Nói chung là những cái hình ảnh rồi là khá là quen thuộc đối với các bác rồi. Khi mà một số cô bác đang theo dõi từ khi mà chia sẻ cái hoàn cảnh của anh Va. À phải đi lấy quỷ tấu à. Hôm nay cháu dở bảo là cũng rất là vất vả xong là muộn rồi mới đi lấy được cỏ cho con bò. Thường thường thì sẽ đi mượn quỷ tấu của gia đình ở nhà dưới để mà lấy cỏ bò thôi. Lấy hết đi cho con bò đi cháu dở ạ. Giờ ta kiếm một to nhủ đó. Mà chỉ có chế cạn đủ. Ấy công việc cuộc sống khá là vất vả khi mà vắng. Còn cháu Thành ngày trước là cháu dở với anh Va thì cháu Mỹ xuống lần thứ nhất xuống dưới Hà Nội thì là cũng phải vất vả như này đấy. Khổ. Lúc đấy đi xuống trước rồi là cháu Mai cháu Kìa khóc nhau nhóc theo. Bây giờ phải đi tán suối ở dưới cái dòng suối kia cách nhà cũng tầm khoảng 500 đến 600 mét. Xong là về thì cháu Sùng lại tiếp tục chia sẻ. Nói chung là một cái buổi chiều tối vào đây mua thức ăn rồi là đồ đạc vào cho gia đình để chia sẻ cuộc sống của ba cháu ở nhà cho các bác biết. Bò ở trên vùng cao này thì ăn cỏ tốt lắm các bác ạ. Người ta hay nhốt nhiều thôi bởi vì không có nơi để mà thả nữa. Đất người ta bây giờ người dân càng đông thì người ta càng canh tác nhiều. Ví dụ như mà ở ngay đây các bác có thể thấy là bà con cũng trồng cây ngô hay rồi là đậu. Nhà nào cũng trồng lắm, chăn chỉ lắm. Vất vả mà không có cái để mà ăn các bác ạ. Người dân ở trên đây nói chung là có nhà thì không có đất để mà làm, có nhà thì có đất thì mới đủ ăn thôi. Sau một lúc thì cháu dở cũng như là cháu Mai là đi tán về là sạch sẽ lắm rồi các bác ạ. Gội đầu rồi là thay quần áo để cho nó sạch. Chân nó cũng rửa nhưng mà không có dép để đi hay là đi không quên dép. Yeah, thương quá nhỉ con ạ. Không có mẹ. Đi tán suối rồi. Nó sạch sẽ. À, mình cho gì? Cho. À. À, tí tí là sao lò má? Bảo là nhớ bố lắm đấy. Có rất là nhiều dây các bác bảo là cắt đi là hôm nào bảo anh Va về đó. Chào Mai. Nói chung là trời thì cũng sắp tối luôn rồi các bác. Hiện tại thì đang 6 giờ kém rồi. Trời thì cũng sắp tối rồi thì cháu giờ cũng chuẩn bị lấy củi. Phải nhặt những cái cây củi sậy khô như này về thì mới đun được các bác. À con biết à, biết lấy củi đi nhỉ, đói rồi. Nấu cơm để mà ăn. Nói chung là các bác ơi, chia sẻ thật với các bác. Vì mình thì cũng xa rời các con từ nhỏ như này thì
điều mà các cháu thì không hiểu thì cũng phải. Một số trường hợp thì các bác cũng có thể bỏ qua cho các cháu. Bây giờ là để góp ý cho bản thân cháu Sùng. Các một chó chế tạo đó mình chạy. Có nghe anh Va chia sẻ là hai con đi học nhưng mà mấy ngày nay chắc là ở nhà thôi, anh Va đi rồi thì cái này phải chặt ngắn lại mới đun với dế à cháu dở. Dế lũ nó to lấy không gì đâu. Đấy con gái bé bé mà cũng thấy phụ giúp chị này, biết mang vào trong nhà đấy các bác. Ngày thơ quá. Nói chung là mỗi con người thì cũng phải học hỏi thôi thì mới biết được. Thế về nấu cơm xong là dối hai em ngủ. Nay có em trai, đây là con của em trai, ra đây để mà ở cho nó ấm. Một cái căn nhà nói chung là cũng không rộng nhưng mà như này là rất là lạnh. Bác ngày hôm nay thấy cháu Kìa rất là sáng sủa, mặc táng về nhìn tươi lên và xinh sáng hơn rất là nhiều. Còn cháu giờ thì đang nhóm bếp được các bác ạ, để mà nấu túi. Nói chung là hôm nay thì mua được rất là nhiều thịt rồi là cá. Thì sẽ nấu cái thịt lợn ăn trước, thịt cá, thịt khô thì nó sẽ được nhiều bữa hơn. Cho ngay mua mấy chỉ có một ngày muốn lên nó. Còn ngay gì mà cảm thủ có muốn được khá của khua nữa. Thì hay là muốn được giết cha rồi của nó khua thì chỉ tôi bữa. Cái cá mán thì nói chung là phải phơi nắng rồi là cho nó ví dụ như mà nhiều 2 cân thì mỗi lần ăn một ít thôi thì sợ nó mọc ấy thì móc ấy thì bảo cháu giờ là sẽ phơi nắng cho nó khô ráo đó các bác ạ. Cũng chỉ cho chi tiết rồi là chỉ cho nấu. Cháu giờ thì chắc là cũng quen thuộc với công việc nấu cơm rồi. Anh Va thì chắc là cũng chỉ cho cháu giờ rất là nhiều. Thấy có một cái bếp ở bên này đấy, vừa mới làm luôn, chắc là anh Va mình với làm. Thế có nghe chia sẻ là hôm trước là có một người chị với mấy cô ở bên bệnh viện cũng về thăm gia đình ấy. Nó mới cho nể lò hết lá lò đã nên chết rồi. Ý xanh nè. Bởi ạ. Hả? Ý thủ sư. Cho chị làm không? Nhỏ tự. Là tự. À đấy, nói chung là có hôm trước cũng có thế anh Va vào viện cũng thương thì cũng muốn vào thăm gia đình rồi là chia sẻ cái hoàn cảnh ấy. Cũng như là nghe nói là cũng trao một số món quà cho gia đình. Đây nhón bếp xong là cháu giờ là phải đi mang cái can nước 20 lít này. Ngoài ra thì công việc nấu cơm thì chẳng còn ai nữa đâu. Cháu giờ một mình nói chung là cái gì cũng phải tự làm hết. Hãy đun nước sôi vào nhá cháu giờ nhá. Cho đêm bao hoa liễu, cho thì mình hóa lên này. Rửa lại cái ống đun đi. Dào lúc còn thông còn đâu. Rửa cho nó sạch sẽ xong là đun nước sôi. Nấu cơm tối, nói chung là trời cũng tối rồi, 6 giờ rồi. Lúc đấy thì bên đài bên kia đang báo 6 giờ, bây giờ 6 giờ hơn một chút rồi. Vẫn có mặt ở trên nhà anh Va. Có khi về đến nhà này là tối mất. Bây giờ thì cũng tối rồi. Con gái à, soi gương à con. Xinh gái này, tóc là dài rồi đấy. Bé bé như này mà nếu mà được đi học được các cô dạy ngoan ấy, thì sau này giỏi lắm đấy các bác ạ. Đun nước. Ngày hôm nay mua một số món quà của anh Trịnh Văn Tuấn về để cho gia đình nhà anh Va. Nói chung là cũng mua những cái nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình cũng như là ba cháu sống khi mà thiếu vắng anh Va. Thế cũng có hai em ra để ở đông cho nó ấm. Bởi vì cái nhà anh Va nói chung là ở cái một cái khu đặc biệt là chúng cạnh cái bái vầu này rồi là nhà ở đây thì nó cũng không có kèm kè với nhau. Hôm nay nhà nó chung là
Ở bên trên kia cũng có một cái mái nhà thôi, người ta rất là im lặng đấy, nhiều người cho nó ấm, cái con nhỏ, cháu nhỏ đang đun nước, rồi là một lúc nữa thì sẽ nấu cơm, để có than một chút rồi thì mình mới nấu cơm được các bác ạ. Cũng chia sẻ như vậy để cho toàn thể các bác biết. Một lần nữa thì cũng chân thành cảm ơn anh Tuấn ở Hà Nội rất nhiều đã gửi 1 triệu đồng để mua thiết yếu phẩm cần thiết cho gia đình nhà anh Va cũng như là cháu Sùng vào đây để chia sẻ cái cuộc sống của ba cháu cho toàn thể khán giả các bác được biết tới. Thì cháu Sùng cũng xin dừng cái thuyết phim ngắn này ở đây. Xin hẹn tất cả cô bác ở những cái số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc.